Nếu lựa chọn dòng sản phẩm có đèn LED đẹp nhất ở trong RTX 20 series thì MSI không đứng thứ nhất thì nó cũng sẽ phải đứng thứ nhì, và khi những đối thủ của họ sẽ không có sự cải tiến quá là nhiều về đèn LED hoặc là làm chưa đủ đến độ chín. Và nếu như xét riêng về RTX 2060 thì mình nghĩ các bạn sẽ đồng quan điểm với mình khi mà chiếc MSI RTX 2060 Gaming Z nó là một trong những chiếc RTX 2060 có đèn LED đẹp nhất hiện tại khi mà nó bê nguyên thiết kế từ chiếc RTX 2070 xuống. Và ở trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đánh giá chi tiết chiếc MSI RTX 2060 Gaming Z từ thiết kế, nhiệt độ cho tới hiệu năng ép xung. Về hiệu năng của chiếc RTX 2060, mình đã có một video đánh giá rất là chi tiết cho các bạn rồi. Và thực sự nhá, giữa RTX 2060 nói chung và MSI RTX 2060 Gaming Z nói riêng nhé, hiệu năng của nó là chênh lệch không nhiều, cùng lắm là 1-2% gì đấy thôi. Thế nên là các bạn không cần phải quan tâm quá là nhiều đâu, bởi vì các bạn nếu mà các bạn chơi bình thường, các bạn không bao giờ có thể phân biệt được. Và nếu các bạn quan tâm đến hiệu năng chi tiết của RTX 2060 ở trong tất cả những tựa game mới, cũng như là kể cả ở trong trường hợp là các bạn bật Ray Tracing, thì các bạn có thể click vào đây. Đầu tiên và chắc chắn điểm nổi bật nhất của MSI RTX 2060 Gaming Z đây chính là hệ thống đèn LED RGB. Nó gần như là được bê nguyên si từ chiếc 2070 Gaming Z sang. Và chúng ta sẽ có 4 dải LED bao xung quanh hai quạt tản nhiệt, cùng với đó là logo MSI Gaming ở bên cạnh. Phần diện tích logo này nó sẽ được làm khá là lớn, thế nên là hiệu ứng LED chuyển màu các thứ ấy, thì mình đánh giá nó là đẹp. Cũng như năm nay MSI đã cải thiện rất là nhiều ở trong phần mềm là MSI Mystic Light để các bạn có một giao diện đẹp mắt và cũng như là dễ sử dụng hơn rất là nhiều. Các bạn có tới gần 20 chế độ chỉnh ánh sáng khác nhau và các bạn có thể tùy chỉnh một cách rất là thoải mái. Nhưng nếu mà các bạn ưa về màu mè thì mình nghĩ là các bạn sẽ để ở mặc định sẽ là đẹp nhất. Với cách bố trí LED như thế này thì các bạn nên sử dụng chiếc MSI RTX 2060 Gaming Z ở vị trí là nằm ngang như truyền thống nhá, chứ không nên dựng dọc. Bởi vì nếu mà các bạn dựng dọc thì nó sẽ che mất phần logo là phần nổi bật nhất ở trên chiếc cạc họa này. Ở mặt sau chúng ta sẽ không có một chút LED nào, nhưng mà thay vào đó các bạn sẽ có một tấm backplate màu bạc bằng kim loại phay xước. Nó chỉ được phay xước theo một hướng thôi, chứ không phải là hai chiều như là ở trên những chiếc đàn anh như là 2070, 2080 hay là 2080T. Nhưng nói chung nó vẫn là một điểm nhấn rất là lớn so với một vài mẫu card họa khác khi nó là một tấm kim loại, trơn nhẵn và chỉ có logo ở bên trên mà thôi. Đi sâu hơn vào phần tản nhiệt thì điểm mình nhận ra đầu tiên ở đây đấy chính là về kích thước. Thực sự thì MSI RTX 2060 Gaming Z nó khá là bé, với độ dài của nó là chỉ khoảng tầm 25cm mà thôi, so với chiếc của Asus đấy chính là 30cm cơ. Nhưng mà điểm trừ ở đây là về kích thước tản nhiệt nó nhỏ thì phần nào nó sẽ làm mất đi cái vẻ cao cấp của một chiếc card đồ họa có mức giá lên đến là gần 12 triệu đồng. Như các bạn có thể thấy thì nếu mà các bạn đặt ở trong chiếc vỏ cây như là chiếc Thermaltake Level 20 thì chiếc MSI RTX 2060 Gaming Z nó gần như lọt thỏm ở bên trong và để lại là quá nhiều khoảng trống ở bên trong vỏ cây. Mặc dù nhìn bên ngoài thì nó khá là giống chiếc RTX 2070 Gaming Z và độ dày tương tự là 2,5 slot, nhưng mà tản nhiệt của 2060 Gaming Z thì nó chỉ có 4 ống đồng dẫn nhiệt thôi, thay vì 5 ống như là đàn anh của nó. Các ống đồng được mạ niken và dẫn nhiệt từ những lá nhôm thiết kế theo kiểu là xen kẽ với nhau. Kiểu thiết kế như thế này nó đã được áp dụng khá là nhiều ở trên những mẫu tản nhiệt khí cho CPU rồi, nhưng mà ở trên VGA thì có lẽ đây là lần đầu tiên, và đặc biệt là ở trên là RTX nhá. Hai quạt tản nhiệt thì nó sẽ có kích thước nó khá là lớn và bao phủ gần hết phần tản nhiệt. Và tất nhiên nó sẽ không thể thiếu, đấy chính là công nghệ Zero Flow. Nó sẽ giúp cho card của đồ họa của các bạn sẽ không quay quạt khi mà nhiệt độ của nó là dưới 60 độ. Khu vực VRM và VRAM nó sẽ được ốp một phần tản nhiệt rời, nhìn nó kiểu như là khá là bé bé xinh xinh. Và qua đây chúng ta có thể hiểu được một phần, đấy chính là RTX 2060 nó mát hơn RTX 2070. Thế nên chúng ta sẽ không cần thiết là phải gắn trực tiếp tản nhiệt VRM vào phần heatsink. Đi sâu hơn một chút vào phần bo mạch nhé, thì MSI đã sử dụng ở đây là 5 cộng 2 phây điện với 5 phây dành cho GPU và 2 phây dành cho RAM. RAM được sử dụng ở đây là Micron D9WCW có xung nhịp là 1750MHz. Khả năng OCR RAM của mẫu card đồ họa này thì nó kém hơn khoảng tầm 100MHz so với cả những phiên bản sử dụng RAM của Samsung. Đầu cấp nguồn của card nó sẽ sử dụng là một đầu cấp nguồn 8 pin và có thể cung cấp tối đa là 225W. Với một mẫu GPU tầm trung như thế này thì mình nghĩ là con số 225W nó chỉ là cái dự phòng mà thôi, chứ thực tế nó không thể nào dùng hết được đâu. Và nếu các bạn đang muốn build cho mình một hệ thống sử dụng là MSI RTX 2060 Gaming Z thì mình nghĩ các bạn nên sử dụng những bộ nguồn công suất thực nhé. Có công suất từ khoảng tầm 500W trở lên là các bạn sẽ không lo hiện tượng thiếu điện kể cả khi các bạn ép xung. Nói về ép xung đi, thì mặc dù là MSI cho chúng ta một khoảng trống khá là nhiều khi mà nhìn xung của GPU lẫn VRAM nó đều có thể kéo lên rất là cao, nhưng mà thời gian để các bạn mấy mó ấy thì nó sẽ rất là lâu. Và mình thấy mẫu card đoạn này nó sẽ chỉ chạy thực sự ổn định nhá ở mức xung là 2010MHz so với cả 1950MHz mặc định. Còn RAM các bạn có thể kéo thêm khoảng tầm là 200MHz
thì nó có thể ổn định ở mức là 7.251. Tức là các bạn có thể OC được GPU và VRAM lên khoảng tầm là 3-4% gì đấy. Với một mức fsum khoảng tầm 3% mà mình đạt được ấy, thì kết quả benchmark cho ra hiệu năng nó gần như là tương tự với cả lần mà mình không fsum luôn. Thì căng lắm thì nó cũng chỉ nhích khoảng tầm 3% điểm mà thôi. Thử nghiệm qua ở trong tựa game là Battlefield 5 thì kết quả nó cũng không khả quan hơn cho lắm, bởi vì FPS trung bình nó cũng chỉ nhỉnh hơn là từ 1-2 FPS mà thôi. Nó khó để các bạn có thể nhận ra được. Thực sự mà nói nhá, theo mình thì việc ép xung RTX 2060 nói chung ấy thì nó sẽ làm các bạn tốn thời gian mà thôi, mà hiệu quả nó mang lại nó là không nhiều. Và điều cuối cùng mà mình muốn nói với các bạn đấy chính là về tản nhiệt của MSI RTX 2060 Gaming Z. Thì mình thực sự không ấn tượng cho lắm khi mình chạy full max khoảng tầm 30 phút nhá. Ở xung nhịp mặc định và chúng ta sẽ có nhiệt độ là khoảng tầm là 65 độ C và tốc độ quạt là 45%. Còn khi ép xung thì nhiệt độ của nó cũng chỉ ở mức là 66 độ thôi, nhưng mà tốc độ quạt nó sẽ nhỉnh hơn một chút, nó sẽ quay mạnh hơn là ở ngưỡng là 51% ở phần lớn thời gian. Cũng dễ hiểu thôi khi MSI họ chỉ trang bị là hai quạt tản nhiệt thay vì là 3 giống như là ở trên Asus. Và phần tản nhiệt của Asus nhé, nó là bê nguyên si từ chiếc GTX 1080 Ti xuống. Còn MSI họ sẽ chỉ thiết kế làm sao cho nó vừa đủ cho chiếc RTX 2060 thôi. Rất tiếc là mình không có công cụ đo phần độ ồn ở đây, nhưng mà qua trải nghiệm của mình ấy, thì mình thấy nó cũng khá là yên tĩnh thôi. Nó không hề làm cho các bạn phân tâm trong quá trình chơi game. Tổng kết lại thì đối với mình, chiếc MSI RTX 2060 Gaming Z nó sẽ thể hiện được ở trong mình ấy, là ở mức là tròn vai. Nó không quá là nổi bật đâu. Về cả hiệu năng chơi game, hiệu năng OC, phần tản nhiệt các thứ thì nó là ở mức tầm trung trung, trung bình, nó là tròn vai. Nó không quá nổi bật so với cả những sản phẩm khác, so với cả những hãng khác các thứ. Nhưng mà với MSI RTX 2060 Gaming Z thì mình lại ưng nó ở một điểm, đấy chính là LED RGB của nó rất là đẹp. Và thiết kế của nó mình thấy nó cũng khá là ổn, nhìn khá là baby cute. Và cuối cùng, đấy chính là ý kiến của các bạn như thế nào thì các bạn hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhá.